Bà ơi, bà làm tỉ mỉ chi dữ vậy bà? Con thấy cuối cùng cũng bỏ vô miệng, mắc gì phải cực dữ vậy bà? Nói rửa là không đúng rồi. Ăn không phải chỉ bằng miệng mô, mà còn phải thưởng thức cả bằng mắt nữa. Đẳng cấp quý tộc thì khác với người bình dân là rửa. Con thì con chịu rồi đó. Bà sai con làm chuyện gì cũng được, chứ làm mấy chuyện này tay chân con vụng về, con chịu thua rồi đó. Bà nấu món gì vậy? Sao không kêu cô Hoài làm cho? Trời ơi, suốt ngày bà cứ cầu kỳ tỉa tót chi cho mệt vậy không biết nữa. Ông nội rửa mà nghe được à? Tôi cầu kỳ là chị muốn cho cháu con ông được ngon miệng. Mẹ ơi, vậy là mẹ không hiểu ba con rồi. Ăn ngon á mà nhìn thấy mẹ cực, con với ba cũng đâu có vui đâu. Con nói vậy có phải không ba? Chính xác. Phụ nữ sinh ra là để chăm sóc cho chồng cho con. Tôi làm tự nguyện, có bị ép buộc chi mô mà cháu con ông phải lo. Tính bà kỹ càng, chu đáo. Mai mốt bà có con dâu khó ở với bà. Con dâu là do tôi chọn, dĩ nhiên là phải hội đủ những tiêu chuẩn như là công dung ngôn hành, hiểu thạo, đủ tiêu chuẩn mới được bước vô cái nhà ní. Con gái thời hiện đại bây giờ mà theo tiêu chuẩn của mẹ đặt ra, chắc chắn là con cũng ế vợ luôn. Con không phải lo cái chuyện đi, mẹ đã lo cho con một đảm rồi. Vừa muốn đăng hộ đội với gia đình mình, và cô gái nữa phải nết na hiền lành đúng như ý của mẹ. Thời đại này á mà còn lấy nhau qua mai mối sao mẹ? Có yêu mới lấy người ta về làm vợ được chứ. Thời mô cũng rửa, áo mặc rắn quá khỏi đâu. Con là con trai một, thừa hưởng cả gia tài lớn như rửa. Chọn vợ không khéo thì mất cả chi lẫn chài đó. À, dạ chuyện này tính sao nghe mẹ. Hôm nay á con đi học lớp, con không ăn cơm ở nhà đâu. Lại kiếm chuyện ra ngoài hả? Thôi, nó lớn rồi. Với lại nó là đàn ông con trai rồi, bà quản nó làm cái gì? Thưa ba mẹ con đi. Con trai con gái chi cũng rửa, sống là phải có nề có nếp. Ông cứ dễ dàng với con như rửa, chỉ tập hư cho nó không hề. Cậu Hai ơi, có cậu Hoàng Hải tìm cậu kìa. Ơ, Hải, chuẩn bị đi chưa? Đi cùng với mình luôn. Thôi, cậu đi trước đi. Mình chờ mẹ về có chút chuyện, rồi sẽ tới sau. Ờ, vậy cũng được. Nhớ tới liền nha. Bye bye. Chị à? Dạ. Mẹ tôi có về, chị nói là tôi đi họp lớp nha, nên hôm nay tôi về trễ một chút nha. Dạ dạ con Hai. Ấy bé ngoan, bé ngoan, lại lại bụng hả nè. Trời nóng em muốn đi cho mát. Ngọt không? Nè em cầm đi. Chị đi giao dừa nha. Ừ.
Ba mới về. Giang ra. Mày, tao không cần ai đỡ. Tao chỉ cần cái này thôi. Thứ mày là thứ con gái hư. Cuối cùng thì mày cũng như mẹ mày thôi. Như con gái mẹ mày thôi. Giang ra. Ba. Ba ơi, ba cẩn thận đó. Tao đã nói mày giang ra. Tại sao tao phải khổ như vậy? Tại sao? Con mẹ tụi bay bây giờ ăn sung mặc sướng ở đâu? Tại sao tao phải nuôi hai đứa con vô dụng hả? Vô dụng. Mẹ mày. Ba. Mày cũng phí vừa phải thôi. Tại sao đổ nước dừa xuống đất? Một cây dừa đủ mua nữa cái gạo về cho nó ăn mà. Vô dụng. Vô dụng. Đi với chị. Tụi bay rồi sẽ như con gái mẹ tụi bay thôi. Đi chết đi. Chết hết đi. Ba đang xỉn đó, em ngồi đây đi, đứng lên. Bé ơi, bé muốn ngủ nữa hả? Em ngủ cho bé ngủ nha. Dạ, thưa ba, con mới về. Dạ, con xuống nấu cơm rồi con lên phụ ba nha. Nè, cơm nước xong đem giao cho quán bà Hai 20 trái, quán bà Sáu 30 trái. Nè. Dạ. Đói bụng rồi kìa. Vô trong với chị. Có quà cho em nè. Em ngồi ở đây ăn, đừng có lên nhà trên, ba thấy ba la nữa. Ăn từ từ thôi. Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Đó, thấy chưa? Linh đi giao dừa hả? Ừ. Hải đi uống cà phê hả? Không, Hải chờ Nhật Linh. Hả? Chờ Linh hả? Ừ. Linh nhắm mắt lại đi. Hải có cái này cho Linh. Kỳ lắm Hải. Thôi mà Linh phải về nữa. Cho Hải 15 phút thôi. Ngoan đi. Nhắm mắt lại.
Hải. Linh mở mắt ra đi. Chúc mừng sinh nhật Nhật Linh. Sao mà Hải biết bữa nay là sinh nhật của Linh vậy? Linh ngồi đi. Học chung với nhau bao lâu, với một người mà mình quan tâm, thì việc nhớ ngày sinh nhật của người ta thì đâu có gì là khó. Từ nhỏ tới lớn Linh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hết, cho nên Linh cũng không nhớ là mình sinh nhật ngày nào nữa. Vậy hôm nay cho Hải tổ chức sinh nhật cho Linh nha. Nhưng mà Linh phải về. Đừng lo, không chiếm nhiều thời gian của Linh đâu. Còn với cái sai đi bỏ mấy trái dừa, giờ này cũng chưa về. Về đây, mày về đây mày biết tay tao. Gì vậy? Mày ra đây làm gì? Vô! Khùng điên ra điên, nghiệp chướng mà. Linh cầu nguyện và thổi nến đi. Nhanh đi, Linh còn phải về nhà mà. Linh thổi đi. Linh uống nước đi. Hải có món quà này tặng cho Linh nè. Thôi, Linh nhận quà như một lời chúc mừng là được rồi. Linh không nhận quà đâu. Linh không nhận á là phụ lòng Hải đó. Quà đắt quá à, Linh không nhận đâu. Thôi được, Hải biết tính Linh mà, không ép Linh đâu. Hải sẽ giữ lại, sau này đưa Linh cũng không muộn. Cảm ơn Hải nha. Không. À, mà hồi nãy Linh cầu nguyện cái gì vậy? Có thể nói cho Hải nghe được không? Linh mong là mình có đủ sức khỏe, ngoài việc lên lớp giảng dạy còn phụ ba lo cho gia đình. Linh, nếu có khó khăn gì cứ nói với Hải, Hải sẵn sàng giúp đỡ cho Linh. Nhật Linh, lẽ nào Linh không nhận ra tình cảm bấy lâu nay mà Hải đã dành cho Linh? Hải phải chờ bao lâu nữa mới có câu trả lời chính thức từ Linh? Không phải là Linh không biết những gì mà Hải dành cho Linh đâu, nhưng hoàn cảnh của hai đứa mình rất khác biệt, đến với nhau là điều không thể. Sao Linh lại nói như vậy? Ý Linh là muốn nói về gia cảnh của tụi mình phải không? Nghèo đâu phải là một cái tội. Tại sao mình lại không thể yêu nhau? Không phải chỉ có hai tiếng giàu nghèo, còn nhiều sự khác biệt lắm. Mẹ của Hải liệu là
có chấp nhận một đứa con dâu khi lai lịch của nó có một vết nhơ. Mẹ thì đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Chuyện của người lớn sao có thể ảnh hưởng tới tình cảm của mình? Hiện tại thì Linh không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Hoàn cảnh nhà Linh khó khăn, Linh phải tập trung lo cho gia đình. Linh phải về rồi. Cảm ơn Hải đã nhớ ngày sinh nhật của Linh. Nhất định Hải sẽ chờ Linh. Chị hai về. Mẹ mày, mày đi theo thằng nào? Bây giờ mới về hả? Thứ hư thần mất nết, đúng là mẹ nào con nấy mà. Mày khóc cái gì? Mày cầm cao mày lại, tao cho một trận bây giờ. Chị hai. Dạ, con xin lỗi ba. Tại vì con gặp một người bạn học cho nên nói chuyện hơi lâu chút xíu. Bạn bè cái gì hả? Nhà nghèo, lo mà làm việc. Ở đó mà đàn đúng. Mày mà hẹn hò với thằng nào ba, là tao chặt giò mày nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Đi em. Đi. Khóc khóc cái gì? Em sợ. Mày chú mẹ mày nghe nè. Đừng có khóc nữa nha, chị thương. Mẹ nó. Công việc làm ăn hồi đi của tổ không ông? Vàng và nữ trang dạo này bán chạy lắm. Có chút của dư, người ta cũng muốn mua sắm để làm của. Tiệm cầm đồ làm cũng tốt. Nhưng tôi nói thiệt, tôi chỉ muốn quay về làm nghề cũ của cha tôi thôi. Ông muốn nhắc tới nhà văn Minh Tâm trước kia của ông nội thằng Hai đó. Nhà văn Minh Tâm trước 75 hoạt động tốt lắm. Tâm nguyện của tôi là sẽ thành lập lại. Chờ chính sách nhà nước cho phép, tôi sẽ huy động vốn, mở ngân hàng thương mại cổ phần, dựng lại sự nghiệp, rồi giao lại cho con trai. Thiệt ra thì tôi cũng biết ý đồ của ông rồi, cho nên là mới cho thằng Hải học ngành ngân hàng. Nó ra trường rồi đi làm cho một ngân hàng nhà nước, học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Giờ nó chỉ là một nhân viên thôi, nhưng tôi muốn tương lai nó phải là một ông chủ ngân hàng như ông nội nó trước đây. Bao nhiêu của cải mình dành dụm được, tôi sẽ trút hết để gây dựng lại sự nghiệp cho nó. Về sự nghiệp cha con ông cứ tính, tôi không có xen vô. Nhưng muốn thằng con trai duy nhất của mình thăng tiến mỹ mãn, tôi nghĩ mình phải lo cho nó yên bề gia thất trước đã. Ý bà muốn nói chuyện mai mối hôn nhân giữa nhà mình với gia đình anh Lê Tấn, chủ tiệm vàng Ngọc Hà đúng không? Nói về gia thế thì họ cũng chẳng thua kém chi với gia đình mình. Nhưng mà tôi ưng ý nhất là kẻ con Kiều. Con nhỏ vừa đẹp người, vừa hiền lành lại vừa nết na. Nhà chỉ có hai anh em, sau này gia sản nó thừa hưởng cũng không phải nhỏ mô. Anh chị Lê Tấn bên đó cũng có ý ướm gả con gái cho thằng Hải nhà mình. Chỉ có điều là tôi sợ con trai mình nó phản đối đó bà. Tôi với ông còn sống sơ sơ ra đây, nó dám cãi lời à? Tôi đã hẹn với anh chị bên nợ rồi, ngày mai họ sẽ qua nhà mình ăn cơm. Trước là để hai đứa nó giáp mặt nhau, sau nữa là biết được ý định tác hợp của hai bên cha mẹ. Thưa ba mẹ, con mới về. Con ngồi xuống nữa, ba mẹ muốn nói chuyện với con. Dạ. Thank you.
Bán trái dừa coi. Đi đâu vậy? Đi chơi, qua thăm bà. Đi vô đây, tôi chặt cho trái dừa uống. Nè, uống đi. Cảm ơn. Ngọt không? Vừa ngọt quá. Vừa xiêm mà, uống hết đi, tôi chặt cho trái nữa ha. Thôi được rồi, cảm ơn. Đãi tôi hoài lấy tiền đâu đông gạo. Nói quá à, bà giỏi lắm mà uống hết ba trái không? Ủa mà qua đây chi vậy? Nhớ bà qua thăm bà được không? Trời. Ba bà đâu? À, đi lấy dừa rồi. Tối đi coi phim không? Thôi không đi đâu. Ba tôi khó tính lắm, đi ổng chặt chân nữa. Trời, ba bà cổ hủ khó tính quá à. Thời buổi này là thời buổi nào mà nhốt con gái ở trong nhà? Nhốt vậy hoài sao bà lấy chồng? Nhưng bà biết tính ba tôi vậy rồi, sao giờ? Đợt này Hải có hay ghé qua thăm bà không? Là sao? Thì mới gặp tuần trước. Hai người hẹn hò với nhau hả? Không phải, chỉ là tình cờ gặp thôi. Thì tôi đi giao dừa ở quán cà phê rồi gặp Hải đó. Bà biết ông Hải thích bà không? Thích thì sao? Giữa tôi với Hoàng Hải có khoảng cách lớn lắm. Không có kết quả gì đâu, nghĩ làm gì. Bà nói cũng phải. Gia cảnh của bà với Hải có khoảng cách quá lớn, khác xa nhau một trời một vực. Tôi còn nghe nói hả, mẹ của Hải là xuất thân từ dòng tộc Dương Quyền ở triều đình Huế đó. Bà khó lắm, làm dâu không được đâu. Ba mẹ đã nhậm đạo ni cho con từ lâu rồi. Gia thế nhà nọ không kém chi với gia đình mình. Con có vợ đẹp mà ba mẹ lại hài lòng với cô con dâu. Thưa mẹ, con không đồng ý lấy vợ vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Hôn nhân mà không có tình yêu thì khác gì địa ngục. Yêu cái chi mà yêu. Ba với mẹ Mỹ đi này cũng do mai mũi mà lấy nhau, rồi vẫn sống yên ổn tới bây giờ. Cần chi mà phải yêu. Đời ba mẹ khác, đời con khác. Con cũng đã có người con gái con yêu. Con không thể lấy vợ qua mai mối. Hôn nhân đại sự phải do cha mẹ quyết định. Ngày mai mẹ đã hẹn người ta gặp mặt rồi đó. Con không được từ chối. Nhưng mẹ con bà mỗi người nhịn một tiếng đi, từ từ rồi bàn bạc thêm. Tôi đã quyết rồi, cấm cãi. Con có thể nghe lời ba mẹ bất cứ chuyện gì trừ chuyện này ra. Nè, mẹ cũng nói cho con biết, mẹ có thể chiều con bất kỳ chuyện chi trừ chuyện ni. Con dâu là phải do mẹ lựa chọn, có đủ tiêu chuẩn thì mới được đặt chân vô cái nhà ni. Con có hiểu không? Xin mẹ hiểu cho con. Con không muốn làm đứa con bất hiếu. Mẹ đừng có ép con phải lựa chọn giữa chữ tình và chữ hiếu. Mi đừng lại, đừng lại. Trời ơi là trời. Nè nè, nè bà bà đừng có giận, thôi. Anh hưởng đến sức khỏe bây giờ. Con về cãi. Chứ tôi chỉ buồn chệt mà thôi. Cha con không muốn làm gì thì làm. Bà phải từ từ để tôi khuyên nó. Đừng có tức giận, tôi quyết áp nữa bây giờ. Linh. Ủa, bán chị dĩ trái dừa đi. Nè,
Cho Dĩ gửi tiền. Cảm ơn nha. Ủa, Duyên đi đâu đây? Thì tới tìm Hải chứ đi đâu. Duyên tìm Hải có chuyện gì không? Bộ có chuyện gì mới tìm Hải được hả? Mình đi uống cà phê đi. Bây giờ mình bận rồi, để khi khác. Để lần sau nha Duyên. Có gì Hải sẽ gọi cho Duyên. Nhưng mà đi đâu mà gấp quá vậy? Đi uống cà phê với Duyên chút đi. Hải xin lỗi người đẹp mà, đừng có giận. Hải sẽ bù lại cho Duyên một chầu hoành tráng. Giờ Hải đi nha. Dám giữ lại tao, tao cũng muốn nhìn thấy bất cứ cái hình ảnh nào của người đàn bà hư hỏng này trong nhà tao, hiểu chưa? Mày mày muốn theo con mẹ mày hả? Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà tao. Cái thứ đàn bà ư thân mất nết, mày để làm cái gì hả? Chị ơi, chị ơi, trời ơi, em ơi. Em sao rồi? Đứng dậy, đứng dậy đi với Hai. Nhanh lên. Ông ấy thay đổi như biến thành một người khác, vừa thù vừa hận, rồi cuộc sống khắc khổ. Nó khiến cho ba lúc nào cũng tìm tới rượu. Linh hiểu nên không bao giờ Linh giận ba hết. Linh là một cô gái đặc biệt, chịu thương, chịu khó. Trên hết là có một tấm lòng vị tha nhân hậu. Lẽ ra Linh phải có một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng. Cho dù là mình có muốn hay không, thà chấp nhận còn hơn là dãy dùng rồi thất vọng.
hay để cho Hải được chia sẻ với Linh. Bà ơi, khi nào dọn đồ ăn lên vậy bà? Ừ, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Đợi khách tới thì mình dọn lên ăn cho nóng. Dạ. À bà, con thấy có mấy người khách à, mà bà nấu chi cho nhiều dữ vậy? Mà toàn những món cầu kỳ không thôi. Đại số gia tương lai của tôi mà cô, cần phải chuẩn bị cho chú đạo chứ. Dạ. À ông về, con ra mở cổng cái đã. Đang họp mà bà cứ hối tôi hoài. Anh chị Tấn còn chưa tới mà. Hôm nay là ngày trọng đại, hai gia đình chính thức gặp nhau để bàn chuyện hôn nhân cho con. Tôi muộn mình chuẩn bị chu đáo để tiếp đón gia đình anh chị xuôi, không lại thất lễ với người ta. Ủa, thằng Hải nó về chưa bà? Lẽ ra sáng nay tôi bắt nó ở nhà đó, nhưng mà nó nói nó đi công việc gấp một chút, sẽ về liền. Ông gọi điện hồi nó về đi. Ờ. Alo, Hải hả con? Dạ, con đây ba. Con xong việc chưa con? Về nhà liền đi, anh chị Tấn sắp tới rồi đó. Dạ, chắc con không về đâu ba. Hải, sao con dám nói với ba như vậy? Bộ con không biết tính mẹ con hả? Ba ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thà là con không gặp mặt, một lần coi như dứt khoát. Nếu như con nghe theo lời mẹ, sau này con sẽ rất khó xử. Không được, con phải về nhà ngay. Mẹ con đã hẹn với người ta rồi. Con mà làm mẹ mất mặt, bà ấy sẽ không bỏ qua cho con đâu. Ba ơi, ba cũng là đàn ông, ba phải hiểu cho con. Con không thể nào nghe theo lời sắp đặt của mẹ. Con đã có người yêu. Cô ấy vừa đẹp, vừa nết na, chịu thương chịu khó. Con tin chắc là ba mẹ sẽ hài lòng về bạn gái của con. Thôi, ba cúp máy đây. Khách tới rồi kìa. Con liệu mà về nhà đó, đừng có chọc giận mẹ. Ba đỡ không có nổi đâu. Ba. Dạ chào anh chị. Dạ chào chị, anh và chị. Chào mời tới. Dạ chào anh chị. Dạ, dạ con chào hai bác. Chào dạ. Con dạ. Dạ, dạ tôi có một cặp rượu mang qua biếu anh. Trời ơi, anh chị lâu ngày qua dùng cơm với gia đình, còn quà cáp chi cho nó tốn kém vậy. Dạ có gì đâu anh. Dạ, dạ gửi anh. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Ủa cháu Hải đâu rồi anh chị? Dạ cháu vừa đi ra ngoài một chút. Dạ. Về liền với chị đã anh. Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị vô nhà uống nước. Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị vô. Ừ, vô đi con. Dạ ừ. Bác Linh à, em của Linh có ăn uống gì được không? Mà sao nó ngủ ly bì vậy? Em mới chan được có chút cháo. Vì đau quá nên khóc nhiều, rồi mệt nên mới ngủ thiếp đi đó. Sao xảy ra chuyện mà Linh không cho dì biết? Thật lòng Linh không muốn làm phiền bạn bè. Linh cũng biết gọi mình là bạn bè mà làm phiền cái gì. May mà mình điện thoại cho Hải, tình cờ mới biết. Chỉ cần Linh gọi, lúc nào dì cũng sẽ có mặt. Linh biết là dì thích Linh mà. Cảm ơn dì. Linh hiểu tình cảm của dì. Nhưng mà chúng ta coi nhau như bạn bè, có được không? Sao Linh không cho dì một cơ hội? Thật ra Linh không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm trong lúc này. Hoàn cảnh gia đình Linh rất khó khăn. Linh chỉ muốn tập trung lo cho ba và em trai thôi. Nhật Linh Ủa cậu tới lâu chưa? Mình cũng vừa mới tới à. Vậy à.
Em Linh có đỡ hơn không? À, Hải có mua đồ tới cho cả hai chị em nè. Trời, Hải mua gì mà nhiều quá vậy? Cảm ơn Hải nha. Em, nó cũng vậy hả? Ngủ thì thôi, còn thức dậy là nó khóc. Linh đừng lo, Hải đã làm việc với bác sĩ rồi, sẽ dùng những loại thuốc tốt nhất cho em Linh. Linh cũng phải lo lắng gì về mặt tiền bạc. Trước mắt Linh cố gắng chăm sóc cho em, và cũng phải giữ sức khỏe. Mới có mấy bữa mà thấy Linh gầy nhom mà. Linh không biết là phải cảm ơn Hải như thế nào nữa. Không cần nói hai tiếng cảm ơn. Chuyện của Linh là chuyện của Hải. Cậu có biết hôm nay mình đã quyết định một chuyện trọng đại không? Là chuyện gì vậy? Mình đã bỏ đi trong buổi tiệc ra mắt gia đình vợ tương lai. Mình biết là mẹ mình sẽ giận lắm, nhưng vì Linh mình sẽ vượt qua. Nhật Linh chính là mối tình đầu của mình. Mình biết Linh cũng dành tình cảm cho mình, nhưng vì hoàn cảnh khác biệt của hai gia đình cho nên Linh đã từ chối. Nhưng nhất định bằng tình yêu mạnh mẽ của mình, mình sẽ cho Linh thấy không có gì là không thể vượt qua. Khi hai người luôn có đủ niềm tin dành cho nhau. Dạ xin lỗi anh chị. Dạ cháu Kiều. Cháu Hải nhà tôi hôm nay không biết gặp trục trặc chuyện gì. Dạ. Mà tôi không liên lạc được. Dạ. Dạ thôi, mời anh chị và cháu ta cứ dùng bữa đi, rồi từ từ cháu Hải sẽ về. Không sao, không sao đâu anh chị. Tôi chỉ sợ là cháu nó có chuyện gì. Chứ còn nếu cháu nó bận thì thôi để bữa nào gặp cũng được. Dạ, dạ. Cháu Hoàng Hải có biết hôm nay là ngày trọng đại, hai bên gia đình gặp nhau không anh chị? Dạ, dạ biết chứ. Nó cũng trông chờ được gặp mặt cháu Kiều. Và tôi đảm bảo với anh chị, nếu mà con trai tôi nó nhìn thấy cháu Kiều con gái của anh chị đây, nó sẽ gật đầu đồng ý ngay. Con cháu không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, dạ, thùy mị nữa. Dạ bác quá khen ạ. Gia đình tôi trọng lễ nghĩa gia giáo, chọn con dâu không phải là dễ. Nhưng nói thiệt, tôi rất hài lòng. Dạ. Nếu cháu Kiều về làm dâu nhà tôi ạ. Dạ. 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 Dạ, mời anh chị. Chúng ta nâng ly chúc sức khỏe, chúc mối quan hệ thông gia, dạ, của mời. Chúng ta bao sớm trở thành hiện thực. Dạ, 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 anh chị. Dạ, con mời hai bác. Dạ, mời. Là thằng nào mày dám xen vô chuyện gia đình tao? Tao dạy con gái tao. Mẹ của cô ta thì bỏ nhà đi theo trai từ khi hai chị em còn rất nhỏ. Ba của cô ta là một kẻ cục cằn, thô lỗ, vô học. Đụng đến là chửi, đụng đến là chửi. Nhà thì nghèo rớt một tơi, bán dài ba cái dừa để sống mà thôi. Kìa Hải, trời đang mưa, sao Linh đi vội vậy? Tại Kỉnh ở nhà có một mình rồi, nên phải về với nó. Có bao giờ Linh cho phép sống một cách riêng tư chưa? Không lo từ bây giờ. Nay mai nữa ra đường thì phải một con không ra chi làm vợ. Tội lỗi một mà ngày sự nghiệp tiêu tan, khi nỡ ông đừng có mặt đánh tôi. Gần 3 năm kiên trì theo đuổi, hôm nay cô ấy mới chính thức nhận lời với con. Con vui quá ba ơi. Khi mà người ta yêu thì ai cũng hạnh phúc. Đừng tội lỗi, đừng nhưng mà sao những nỗi buồn. Chỉ gieo hạnh phúc, chỉ gieo tiếng mình có quan hệ. Tôi nghĩ là bà không nên nhận lời yêu với Hoàng Hạ. Đời con bao ước nguyện an lành, từng giây từng phút đời ta mỉm cười. Bạn nhìn thấy rồi sao? Từng năm từng tháng đời ta sướng vui, tình đẹp như giấc mơ. Mẹ cố bọt theo trai, đẹp như cha cô là con sâu rồi. Mày ai là người dạo dục cô? Thằng vừa mà đòi làm xuôi vào một gia đình quyền thể sao? Làm ơn tịch lại dùm đi.